Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hạnh Handmade. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một mẫu túi hình chiếc bánh kem như thế này. Mẫu túi này thì các bạn có thể đeo vai hoặc là cầm tay đều được nha. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị hai cuộn len nhung mèo, một cuộn trắng, một cuộn hồng và một cuộn len miêu cô tông nha. Một cái đế lót tròn size 14 cm, một ít ruột bông gòn và hai cái nút gỗ. Mình dùng kim móc số 4 nha. Nguyên liệu á, đa số là mình đặt ở trên Shopee về. Nếu như các bạn muốn chuẩn bị nguyên liệu giống với mình á thì cứ để lại bình luận, mình sẽ gửi link để cho các bạn vào mua nha. Rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Mình sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ của cái miếng đế này. Mình kéo chỉ lên. Sau đó móc lên một mũi bính. Hàng móc đầu tiên này, mình sẽ móc một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn móc xen kẽ cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng móc, mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc lên một mũi bính. Hàng móc thứ hai, mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Mình dùng mũi đơn X nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 10 hàng móc đơn nha. Sau khi móc xong 10 hàng móc thì mình sẽ dùng kéo cắt đi cái phần chỉ hồng này nha. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ dùng chỉ trắng cặp vào để móc tiếp cái phần thân túi nha. Móc lên một mũi bính. Ở cái hàng móc này mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc, mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi bính. Xoay đầu kim móc. Mình sẽ móc vào cái hàng móc ở mé bên ngoài. Đây.
Mình sẽ móc vào cái chân móc ở mé bên ngoài này nha. Mình bỏ cái chân móc đầu tiên, mình sẽ móc vào cái chân móc thứ hai này. Chỗ này đây. Mình sẽ móc vào chân móc này 6 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Tiếp tục, mình sẽ đếm 1, 2, móc vào cái chân móc thứ hai. 1 mũi dời nha. Tương tự, mình sẽ làm cho các chân móc còn lại nha. Các bạn đếm 1, 2, móc vào chân móc thứ hai. 6 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ đếm 1, 2, móc vào chân móc thứ hai 1 mũi dời. Sau khi móc xong cái phần viền thì chiếc túi của mình nó sẽ có hình dáng như thế này. Bây giờ mình sẽ móc tiếp, móc lên 2 mũi bính, xoay đầu kim móc. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cho những cái chân móc ở phía bên trong này nha. Đây, mình sẽ móc vào mỗi chân móc là 1 mũi móc kép. Kết thúc hàng móc, mình sẽ móc vào đây 1 mũi dời, móc lên 2 mũi bính. Các bạn móc cho mình 5 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5. Chân móc thứ sáu, các bạn sẽ đâm kim móc qua dưới cái hàng chỉ như thế này. Sau đó mình sẽ thao tác như một mũi móc kép thông thường. Móc tiếp cho mình 5 mũi móc kép.
Tiếp tục, đâm kim ốc qua dưới hàng chỉ. Sau đó, thao tác như một mũi móc kép thông thường. Tương tự các bạn làm cho những chân móc còn lại nha. Mình đã móc xong hàng móc thứ hai. Tương tự thì các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ ba và thứ tư nha. Móc lên hai mũi bính. Tiếp tục móc cho mình ba mũi móc kép. 1 2 3. Móc lên một mũi bính. Mình sẽ bỏ cái chân móc này, móc qua cái chân móc kế bên. Ba mũi móc kép. 1 2 3. Sau đó móc lên một mũi bính. Bỏ chân móc này, móc vào chân móc kế bên. Móc tiếp 3 mũi móc kép. Tương tự, các bạn móc cho đến hết hàng nha. Kết thúc hàng móc thứ năm, mình sẽ móc vào đây một mũi dời, móc lên hai mũi bính. Hàng móc thứ sáu mình cũng làm giống với hàng móc thứ năm nha. Sau khi móc xong 6 hàng móc kép thì phần thân túi của mình nó sẽ có hình dáng như thế này. Tiếp tục móc lên 3 mũi bính. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi kép đôi. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào một mũi kép đôi. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Đâm kim vào chân móc thứ 3. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục chân móc thứ 4. Móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 5
móc vào một mũi giày, sau đó móc lên ba mũi bính. Chân móc thứ sáu mình sẽ móc vào một mũi kép đôi. Tiếp tục móc lên ba mũi bính. Chân móc thứ bảy móc vào một mũi giày. Chân móc thứ tám mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Mình đã móc được hai cụm, cụm hai mũi kép đôi và cụm một mũi kép đôi. Tương tự các bạn làm cho những chân móc còn lại nha. Móc lên ba mũi bính. Cụm thứ ba mình sẽ móc vào hai mũi kép đôi. Cụm thứ tư mình sẽ móc vào một mũi kép đôi. Mình đã móc xong hạng móc cuối cùng. Bây giờ mình sẽ dùng kéo cắt chỉ đi. Phần miệng túi của mình khi mà rút lại nó sẽ có hình dáng như thế này. Thì cái cụm một mũi kép đôi nó sẽ nằm ở bên trong và cụm hai mũi kép đôi nó sẽ nằm ở phía bên ngoài nha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp trái dâu trang trí nha. Móc lên hai mũi bính. Một, hai. Đâm kim vào mũi bính thứ nhất, móc vào đây 6 mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc, mình sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai mình cũng móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc vào một mũi tăng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tăng mũi nha. Mình sẽ móc hai mũi móc đơn và một mũi tăng. Các bạn móc xen kẽ cho đến hàng móc thứ tư. Một, hai, ba, bốn. Mình đã móc được bốn hàng móc. Hàng móc thứ năm, thứ sáu, mình sẽ không tăng mũi nha. Tương ứng mỗi chân móc, mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hàng móc thứ bảy mình sẽ bắt đầu giảm mũi nha. Mình sẽ móc hai mũi móc đơn và một mũi giảm.
Sau khi móc xong hàng móc thứ bảy thì mình sẽ dồn ruột bông gòn vào nha. Hàng móc thứ 8, mình sẽ móc toàn bộ là mũi giảm hết nha các bạn. Mình dùng kim khâu len để giấu đi phần chỉ dương này nha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp phần lá cho trái dâu. Móc lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc vào mũi bính thứ 5, một mũi móc đơn. Ba chân móc tiếp theo, mình sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi móc kép. Chân móc cuối cùng, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên 5 mũi bính. Đâm kim vào mũi bính thứ tư, móc vào đây một mũi móc đơn. Ba chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là một mũi móc kép. Đâm kim vào chân móc này, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên 5 mũi bính. Tương tự các bạn làm thêm cho mình ba cánh còn lại nha. Tương tự, các bạn làm thêm cho mình một trái dâu và một cái lá nữa nha. Bây giờ mình sẽ làm tiếp phần dây rút cho túi. Thì cái phần dây rút này á, các bạn móc cho mình một sợi dây có chiều dài vừa với phần miệng túi là được nha. Tiếp tục, mình sẽ xỏ vào mỗi bên dây rút là một cái nút gỗ nha. Nếu như các bạn không dùng nút gỗ để rút cái phần miệng túi lại á, thì mình có thể cột nơ lại cũng đẹp nha.
Bây giờ mình sẽ dùng keo để dán cái phần cuốn này vào trái dâu nha. Để cho đẹp hơn, mình sẽ dùng chỉ trắng để làm phần trang trí cho trái dâu nha. Cuối cùng, mình sẽ gắn vào túi một sợi dây quai nữa là xong nha. Mình đã hoàn thành mẫu túi đeo chéo hình chiếc bánh kem rất là dễ thương. Chúc các bạn móc thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!